Cô chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng trả lời câu hỏi thảo luận số 3 trang 124 sách giáo khoa sinh học 10 đề bài như sau. Hãy nêu tầm quan trọng của đấu tranh sinh học trong việc xây dựng một nền nông nghiệp an toàn và bền vững. Trước hết, để trả lời câu hỏi này, các em cần phải xác định được đấu tranh sinh học là gì? Đấu tranh sinh học chính là dùng sinh vật kiểm soát sinh vật để khắc chế những sinh vật có hại cho nông nghiệp, hạn chế sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, Ví dụ như ở ngoài đồng ruộng sẽ có những con chuột luôn phá hoại mùa màng, phá hoại lúa thóc thì sẽ con người sẽ sử dụng những con mèo để có thể kiểm soát cũng như là khống chế số lượng chuột tăng lên mỗi ngày. Đó là đấu tranh sinh học. Như vậy, đấu tranh sinh học sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với nền sản xuất nông nghiệp? các loài sinh vật có ích được nuôi và phân tích về khả năng phát triển và tầm ảnh hưởng đến cây trồng, khả năng tiêu diệt các loài sinh vật có hại khác. Đấu tranh sinh học còn bao gồm sử dụng các chế phẩm vi sinh, thuốc trừ sâu vi sinh, nguồn gốc thực vật. Sử dụng biện pháp đấu tranh sinh học làm cân bằng sinh thái và phát triển hàng hóa bền vững sẽ tạo ra một quy luật của tự nhiên là và hạn chế đến mức thấp nhất các loại hóa chất và tác hại của chúng. Như vậy, cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi thảo luận số 3 trang 124 sách giáo khoa Sinh học 10. Cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài tập tiếp theo.